Truyện ngắn Đời Như Ý, tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Không giống như người ta, hễ thích cải lương thì đặt tên con là Ngọc Quyền Lệ Thủy, mê phim Việt Nam thì đặt tên Diễm Hương Diệt Trinh. Chú Đời đặt tên cho hai đứa con gái của mình là con Như và con Ý. Ai cũng hỏi làm gì có chuyện Đời Như Ý. Chú Đời cười, hàng ri mép xoăn tít xồm xàm quất lên, tự hào, sao mà không. Nhìn vẻ mặt này, không ai nghĩ chú mù, thấy sao mà tự tin, thanh thản quá chừng. Không ai biết chú khổ còn hơn cô Lựu. Chú Đời dẫn cả nhà rời chợ cũ Cầu Nhum, lang thang lúc con Ý mới bồng nách. Gồng gánh như một gánh hát, chú ca cải lương bán vé số kiến thiết. Vợ chú nửa điên nửa tỉnh, không biết có phải vui trong bụng lắm không mà suốt ngày cười ngẩn ngơ. Hai đứa con gái, đứa 10, đứa 8 tuổi phụ cha đem vé số tới mời từng sạp chợ. Đứa nào mặt mày cũng xấu xí, lem luốc, đen đúa, nên nghe cha tụi nó kêu con Như, con Ý, ai cũng cười. Một ngày của gia đình chú Đời bắt đầu từ sáng sớm. Chú buộc vô mình sợi dây điện nối giữa cây đờn với cái loa con Như đang cầm. Nó gịch dây thì chú bước tới, trùng dây thì đứng lại. Con Ý nhỏ con chạy lăng xăng đằng trước, đứng coi búp bê người ta chưng trong tủ kiến. Vợ chú vừa đi vừa ca hát đằng sau, nhặt hoa phượng để lên đầu. Cũng giống như những người hát rong khác, nhà chú có cả thảy 4 người, nhưng trên con đường tấp nập, trông họ nhỏ nhoi, cô độc làm sao. Ở thành phố này, có chừng đến 3-4 người hát rong, họ dìu dắt từng đôi. Ở tận đằng xa, người ta nghe tiếng hát là biết gánh hát của ai rồi. Có đôi vợ chồng già, ca mùi như Thanh Sang, Thanh Nga. Có một đôi trẻ hơn, ông chồng đưa hơi như trọng hữu. Chú Đời ca dở, giọng hơi giòn, chói, thuộc lòng chỉ mấy bài. Chiếc áo người vợ hiền, con gái của mẹ, nghe mà chán. Nhưng chú đi đằng đầu phố, gió đàn lại cuối phố, nghe tiếng được tiếng mất, nhưng người ta biết ông Đời Như Ý sắp đi qua. Cái miệng của ông này sao mà lanh dữ vậy, luôn miệng gọi: Ý con, đừng có đi xa, con Như đi chậm chậm một chút, ba đi theo muốn đứt hơi rồi. Coi má con đâu, mình ơi mình à, mình lại gần tôi nè. Rồi quang quang bảo, vé độc đắc chiều nay nằm ngay đây, ngay chân chỗ này nè. Có 2.000 một vé, ăn gối xôi chưa kịp mắc răng đã hết, mua giúp tờ vé số đặng giúp tôi xóa đói giảm nghèo. Mua đi để tôi đi xin bà con cũng mắc cho hà. Mấy ông chạy xe ôm nói chú Rau sao mà láo cá quá, không biết mù thiệt hay mù giả mà sao cái miệng leo lẻo vậy. Chú gỡ mắt kiến đen ra, cười với đôi mắt lạnh lẽo sâu hút. Mấy anh nghĩ vậy riết quen, em đuôi tối thiệt thòi, rên rỉ than vãn cũng đâu có hết thảm, mà em đang sung sướng quá chừng đây, kể lể nổi gì. Nghe chú nói thì sung sướng thật. Vợ chú đẹp, vui vẻ vì cười hoài. Có đi nhậu, vợ chú cũng không chù ụ như vợ người ta, không ngã lòng trước sự hào nhoáng xa hoa. Chồng người ta sao mà đẹp trai, sao mà giàu hơn chồng mình. Chỉ cần mỗi bữa sáng chú mua cho vợ 2.000 đồng cà phê sữa là vợ mừng rưng rức nước mắt. Chú sung sướng vì có hai chị em con Như, con Ý, nhỏ xíu mà giỏi, dễ dạy, đẹp đẽ. Nghĩ vậy nên chú Đời phải vui, vui vì vừa lòng với những gì mình đang có. Những trưa nắng, gia đình chú tạt vào hiên chợ Bách Hóa nghỉ chân. Con Như lãnh tiền chạy đi mua cơm về ăn. Họ ngồi dưới ngọn gió mát lồng lộng. Chú Đời lúc nào cũng ngồi ăn chậm rãi, nghe ngóng xung quanh như canh chừng, như bảo vệ bữa ăn thiêng liêng của nhà mình. Chú nghe tiếng đũa khô tinh tang cuốn quýt trên miệng chén là biết đứa nào đói, đứa nào không, rồi cằn nhằn vợ: Mình ăn chậm thôi, ngán bây giờ. Đó,
nghe ặc ặc rồi đó. Con Như lấy nước mà uống, coi gỡ xương cho em ý với con. Bữa nào ăn cơm xong, chú cũng ngồi chải đầu cho ba mẹ con họ. Ai đi ngang khen chơi: "Chà, bữa nay hai đứa nhỏ đẹp gái dữ." Chú sướng quá, cười hít hát: "Nó giống mẹ, giống vợ em mới đẹp, giống em sao hì. Mà ngộ quá, con mình xấu mấy cũng thấy đẹp, thấy thương." Quẩn quanh mấy chợ, mấy khu phố quen hoài bán không chạy như trước, chú Đời phải ráng đi tới tối mịt mới về. Giọng chú ngày càng khàn, nghe khen khét như nồi cơm quá lửa. Đi qua mấy quán nhậu, có người kêu vô, đưa ly rượu, chú trịnh trọng nâng ngang mài, đa tạ, chỉ hít tới hít lui, khen rượu ngon, mùi đã thiệt, nhưng không uống. Chú bảo lúc này giọng dở quá, hình như nghe không khỏe trong mình, nên có lúc giọng ca của chú lật bật như hai hàm răng đánh vào nhau. Chú biểu con Như đi mua Anagin về cho chú uống. Mấy cô tiểu thương trong chợ cằn nhằn: "Thằng cha mày lúc rầy ca như sốt rét, chiếc áo người vợ hiền ta ca hay vậy mà ca lẩm cẩm như chiếc áo bà già." Một bữa đi ngang qua trạm y tế phường, con Như dụ, nó nói trong trạm có khám bệnh miễn phí nên nó dẫn chú vào. Lát sau, từ phòng siêu âm bước ra, chú Đời giận quá, mặt xanh, tay chân run rẩy: "Ba đã nói có bệnh hoạn gì đâu, làm tốn hết 15.000 đồng bạc." Chú Đời mau giận mà cũng mau quên. Bữa sau chú còn sắm cho hai chị em con Như diện quần áo mới, tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ, ai cũng bật ngửa. Vậy ra ông này mù mà tin, ổng đâu có xạo, mấy đứa cũng ngộ gái quá chứ. Dì Liễu cũng khen. Dì Liễu bán xông chảo ở trong chợ Bách Quá, không có con nên thích con nít, hay rờ rờ đầu chị em Như ý, nói với bà bạn: "Tôi khoái chị em nhỏ này, nghèo mà đàng hoàng, hống đá cá lăn dưa." Con Như nghe thích lắm, về nói với ba. Chú Đời hỏi: "Dì Liễu thích con hay thích con ý?" Như bảo: "Thích bằng trang nhau, cho con cục kẹo cũng cho con ý một cục nữa." Chú Đời thở dài: "Hai, ba già rồi, ca hát hết hơi rồi, chắc là nuôi mấy mắt con không nổi. Hay là ba cho bả một đứa ngang." Dì Liễu tính đâu chú nói chơi, con người quý con như mạng mình, nói cho là cho sau. Ai dè chú làm thiệt. Dì Liễu mừng lắm, những bữa chợ vắng có một đứa hủ hỉ trông đồ cho mình cũng vui. Dì chọn con ý vì khuôn mặt nó đẹp, sáng sủa, chứ không buồn bã như con Như. Dì còn đi coi thầy, chọn ngày tốt để rước con ý về. Hôm con ý về với dì Liễu là rằm tháng 2, chú Đời biểu con ý mặc đồ mới, kéo nó ngồi vô trong lòng mình, chú chải tóc cho nó. Chú chải lâu, dì nó cứ tức tưởi liên hồi. Chú hỏi: "Bữa nay con mặc áo màu gì?" Nó bảo: "Màu xanh." Chú dặn lòng: "Mình sẽ nhớ hoài, lúc xa chú, con ý mặc đồ xanh." Mặc dù chú không biết màu xanh ra sao, chú kêu vợ lại, biểu: Mình hôn nó cái đi, mai mốt nó không ở với nhà mình nữa. Mình đẻ nó mà tôi không có nuôi, mình đừng có giận." Vợ chú đâu có giận, chỉ có con Như giận. Nó nức nở: "Con thương con ý nhất nhà mà ba." Chú không thương à? Thương, nhưng chú chắc dạ lắm, bước đi là đi một nước. Vợ chú rên ti tỉ, ngoái lại nhìn vợ hoài. Con Như vẫn khóc, chú hỏi nó: "Con ý còn nhìn theo không con?" "Có ba, tội nghiệp nó quá." Dường như con đường có nhiều ổ gà, sao nghe trông trên quá. Chú Đời cắn môi bước tới. Nhưng đến lúc chạng vạng, lúc quay về nhà trọ, đã thấy con ý ngồi lù ở cửa. Từ đó không cách gì bước nó ra được. Chú năn nỉ nó quay lại với dì Liễu, nó không nghe. Chú lấy gậy đánh, nó cắn răng chịu.
chú đưa vợ với con Như trốn khỏi thị xã, nó cũng biết cách lần theo. 7 tuổi, con Ý cũng đã 7 năm lưu lạc giang hồ chớ giỡn. Cuối cùng, một đêm, chú bắt nó ngồi trước mặt mình, ôm lấy đôi vai xương xẩu của nó. Chú nói cho con Ý nghe một câu chuyện đau lòng. Chú nói nó không phải là con ruột của chú. Chú lượm nó ở ngoài đống rác bệnh viện. Chú nuôi nó tới chừng này là để kiếm người bán lại. Dì Liễu trả cho chú 2 triệu chứ đâu có ít. Con Ý nhìn tiệp tiền chú rút ra từ túi áo, mặt nó lạnh băng. Sáng sau, chú đợi đưa con Ý trở lại với dì Liễu. Lúc quay đi, chú hỏi con Như: "Nó còn nhìn theo không con?" Con Như nói: "Không." Chú: "Ừ." Nó khang một tiếng rồi cất tiếng ca: "Nuôi con khôn lớn, không mong gì con nuôi lại mẹ." Sao mà nghe nghẹn ngào như đang khóc. Con Như sợ rồi sẽ tới phiên mình. Nó cuốn quýt sống, cuốn quýt yêu thương chú đời. Nó ăn ít, lấy đồ cũ ra mặt, như thể chứng minh rằng nuôi nó cũng không tốn kém gì mấy. Chú đời hiểu lòng nó, hay hôn lên mái đầu khét nắng của nó, lặng lẽ thở dài. Lấy số tiền dì Liễu cho, chú đời đưa vợ vào bệnh viện. Bác sĩ nói vợ chú bệnh đã quá lâu, không hy vọng chữa lành, nhưng cứ ở lại điều trị một thời gian xem sao. Chú đời ôm vợ vào lòng, ngồi ngay chỗ băng đá đằng trước. Chú nắn đôi tay, rờ rẫm mãi lên mặt vợ, biểu: "Mình ở đây nghen, ráng mau hết bệnh về nấu cơm cho tôi ăn, nói chuyện với tôi chơi. Hồi cưới mình tới giờ, chưa khi nào mình nói câu nào tử tế với tôi cũng buồn lắm." Vợ chú cười. Cả gia đình lang thang đó, giờ chỉ còn 2 người. Đêm khuya trở giấc, chú đời kéo mền đắp cho con Như. Vô tình, đôi tay chú quệt trúng 2 hàng nước mắt. Chú biết nó thức. Chú hỏi: "Sao vậy, con đau bụng hả?" Nó tức tưởi: "Bây giờ chỉ còn có mình con, ba đừng bắt con đi đâu hết. Để con dẫn đường cho ba, mua thuốc cho ba uống, phụ ba bán vé số, nghiền ba." Chú: "Ừ, bỏ con đi đâu bây giờ?" Chú thường vòng qua chợ Bách Hóa. Chú không hát, không dừng lại bán, chỉ kêu con Như tỏ mắt nhìn coi con Ý bữa nay nó mặc màu gì, mập ốm ra làm sao, tóc dài bao nhiêu rồi. Đứa con gái lớn buồn bã bảo: "Em con mập lắm, trắng hơn hồi còn ở với nhà mình. Nó cắt tóc tém, coi giống con trai lắm. Nó nhìn thấy con mà giả đò như không thấy vậy ba." "Không, không mặc đồ xanh ba mua à?" "Không, lâu rồi nó không mặc nữa." Chú nghe vừa mừng vừa đau. Vậy là nó quên chú rồi. Nó yên lòng bên người mẹ mới. Vậy là từ nay chú đã xa mãi đứa con này. Lụi hụi hết mùa nắng, giọng chú tắt khèn khẹt trong cổ họng, thậm chí không thể cất lời rao. Chú đờn cho con Như ca, tiếng ca ngọng nghịu và non nớt lắm, vô giọng cổ luôn bị đứt giữa chừng. Tội nghiệp, con nhỏ không có tài, ngái còn lạc giọng mà ca nổi gì. Những lúc ngồi bên con, nghe nó ăn giá sống cho họng bớt khang, chú đời muốn khóc, thấy mình bất lực trước bệnh tật, chú bảo: "Thôi bỏ nghệ con." Đã thấu gần hết cái khổ của kẻ hát rong, đã mỏi đôi chân ròng rã, chú đời bán cây đờn, cái loa với bộ bình ắc quy. Chú xin cho con Như đi chạy bàn, rửa chén ở quán hủ tiếu Nam Giang. Mới đầu nó không chịu, nó nói: "Ba ở nhà một mình không được. Hồi đó ba buồn còn đờn lững tững chơi, bây giờ đờn cũng không còn." Nhưng rồi đến bữa cơm, nó đổi ý. Nó không thể để chú đời quẹt kho quẹt hoài vậy. Một bữa trưa, nó bưng tô nước thịt có nhúng nấm rau chạy về. Chú đời rầy nó làm vậy chi, ông bà chủ chắc không thích. Nó cười: "Chú thím sảnh biểu con đem về cho ba đó, người ta thương con lắm." Chú đời bảo: "Cuộc đời này thiệt nhiều người tốt." Một bữa trưa, chú đời bắt nó ngồi lâu với chú thêm một chút nữa. Chú lấy lược ra chải đầu cho nó.
tóc nó dài đã chấm thắt lưng. Chú nói không biết chừng nó 18-20 tuổi, tóc dài cỡ nào. Con Như cười, chừng đó con cho pha chải đầu, bắt biến cho con mệt luôn. Chú Đời bảo, từ đây tới đó còn lâu. Rồi chú than, sao mà chú nhớ vợ với con Ý quá chừng. Con Như bần thần, hồi đó nhà mình vui biết bao nhiêu hen ba. Ừ, vui. Trưa dày, nếu không ở bên hông chợ thì cả nhà chú cũng tụm lại bên một gốc cây nào đó có bóng mát, nghỉ chân, ăn cơm. Hai đứa con nhỏ của chú bữa nào cũng không chịu ngủ lấy sức mà mãi mê bún thun, mở miệng ra rầy, con Ý nịnh. Để con nhỏ tóc bạc cho ba. Nó nói đầu ba bạc nhiều lắm, rồi đặt sợi tóc lên bàn tay chú. Trời ơi, sợi tóc mỏng tanh, nhẹ te dày mà nó cũng thấy, con mắt nó sáng ghê. Rồi chú nhớ tới người vợ hay tựa đầu vào vai chú ngủ khì, trong trẻo vô tư như trẻ con. Tự dưng chú Đời thèm được sống lại những buổi trưa ấy, những buổi trưa đã xa rồi, đã xa mất rồi. Chú biểu, mai con ra chợ bách quá, hỏi dì Liễu cho con Ý về, ba gặp một chút. Sao ba nhớ nó quá hả? Nhưng con Ý đâu còn ở chỗ dì Liễu nữa, dì nói nó đi rồi. Con Như tưởng dì giấu, cứ theo năn nỉ hoài. Tội nghiệp ba con mà dì, cho nó về một chút thôi, rồi mai mốt con không xin gì nữa. Dì Liễu vốn là người nhân hậu, dì chỉ biết nắm tay nó mà khóc ròng. Là thật, con Ý bỏ nhà đi buổi đời là thật. Nó đi vì lâu rồi mà không được nhìn thấy người cha tội nghiệp ấy dắt chị nó lặng lẽ qua chợ, nghĩa là ba nó đã không còn thương nhớ nữa. Vậy thì ở lại làm gì? Con Như quay về, nó phải dừng lại rất lâu. Nó không biết phải nói thế nào cho chú Đời đừng đau xót. Nó ngập ngừng đứng chỗ cái hàng ba đầy rêu ướt. Chợt nó nghe tiếng hát. Trời ơi, là tiếng hát của má nó. Đường dài ngựa chạy biển tâm, phải duyên chồng vợ. Chứ phải duyên chồng vợ ngàn năm cùng chờ. Con Như mừng rỡ, xô cửa bước vào. Má nó đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng, rồi thì thào. Đừng có la lớn, mệt rồi, ngủ đi. Con Như chạy lại ôm má nó. Nó nghĩ chắc chú Đời giả bộ đây, trông con Ý thấy mồ mà không chịu dậy. Nó chọc lét vô mấy cái xương sườn của chú, nhưng chọc mãi, chú không bao giờ thức nữa.